Chuyển sang một bản tin khác cho hay là nhà thiết kế Michael Kors và bộ sưu tập xuân hè 2016. Tin từ New York, kính thưa quý vị, tất cả các tín đồ thời trang sẽ rất chú ý đến nhà thiết kế Michael Kors đã cấu tạo một bộ sưu tập với sự cân bằng trong mùa xuân 2016 tại tuần lễ thời trang New York Fashion Week. The Show Call giải thích khi nghĩ về phong cách ăn diện của phụ nữ, ông lúc nào cũng nghĩ rằng có một điểm tương phản nào đó và đây là một điểm rất là thú vị. Làm cách nào mà họ vừa có vẻ lịch lãm vừa có vẻ giản dị, hai nét đẹp được nhìn thấy trong suốt bộ sưu tập của 56 bộ trang phục của ông. Những thiết kế váy xẻ cũng xuất hiện trong bộ sưu tập này. Váy xẻ là trào lưu hâm nóng đường phố mùa thu đông năm nay, được giới sành điệu đón nhận. Loại váy này có thể được nhà tạo mẫu phối với áo vest và áo khoác da rắn hoặc là áo chui cổ rộng thùng thình tạo nên sự phóng khoáng. Trong bộ sưu tập thì Michael Kors tập trung quảng bá cho những thiết kế có dáng rộng hơn và chút nam tính mang một hơi thở mới trong phong cách so với nhiều năm trước đây. Những người nổi tiếng bao gồm nữ tài tử Oliver Wise và Naomi Watts đã được nhìn thấy ngồi trên hàng ghế đầu tiên của chương trình Michael Kors.